Trong thánh lễ này, chúng ta hiệp ý xin cầu nguyện cho linh hồn Bartolomeo và Maria, cầu nguyện cho linh hồn Sơ Elizabeth Nguyễn Bích Hồng thuộc hội dòng Bến Thánh Giá Khiết Tâm, mới qua đời thọ 92 tuổi. Xin cầu nguyện cho một người đi xa được bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta được sống. Chính vì thế, ngay cả chấp nhận cái chết trên thánh giá để đem lại sự sống cho chúng ta. Một tình yêu to lớn như thế, thế nhưng thường xuyên chúng ta lại không nhận ra tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, mà vì vậy chúng ta thường xuyên rơi vào tội lỗi. Chính vì thế, chúng ta hãy thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh và đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta trong thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Phạm tội nhiều trong tư tưởng, nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thánh và anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúa Cha,
xót chúng con. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Có Chúa là Đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, là một với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Khi ông Mô-sê đang ở trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài? Dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như người đã đe. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ trở về và đi về.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược. Nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là đời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống muôn đời. Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, bợ hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa.
Khi thấy những người thu thuế và tội lỗi thường xuyên lui đến với Chúa Giêsu, thì những người Pha-ri-siêu và các kinh sư, đó là nhóm người trong xã hội của Chúa Giêsu, được gọi là những người đạo đức thánh thiện, thì họ sầm xì với nhau: ông này, ông Giêsu thường xuyên lui tới và ăn uống với bọn tội lỗi. Chính vì thế Chúa Giêsu kể cho họ những dụ ngôn này. Thưa anh chị em và các bạn, cái lời mở đầu trước khi Chúa Giêsu kể những dụ ngôn, Thánh Luca đã ghi lại để cũng chất vấn mỗi người chúng ta. Giả như chúng ta gặp những người tội lỗi, những con người vẫn bị xem thường và xã hội khinh chê, thì thái độ của mình như thế nào? Tôi nghĩ thái độ chung chung đó là chúng ta cũng xem thường và khinh miệt những kẻ mà bị tòa án kết tội, những người mà bị xã hội lên án. Thái độ chung là như vậy thôi. Nhưng Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe hai dụ ngôn về người chăn chiên đi tìm cho bằng được con chiên lạc, cho dù để lại 99 con ở đó. Như người phụ nữ tìm cho được cái quan tiền bị mất, cho dù bà có đến 10 quan tiền. Chính cái thái độ của người mục tử, thái độ của người đàn bà đã làm cho đồng tiền cũng như con chiên trở thành giá trị. Thì tôi lấy thí dụ, thì gần đây thì trên báo tôi thấy người ta kể về có một thầy giáo đi từ Đà Nẵng xuống Cần Thơ, thế đến Thủ Đức, thế thì bị tai nạn, dừng lại một chút thì lạc mất cái con chó. Thế ông ấy 3 ngày đêm cứ quanh quẩn cái khu vực Thủ Đức để tìm cho bằng được cái con chó thất lạc. Tìm không được, trở về Đà Nẵng, thì gom góp được ít tiền, lại đi vô Thủ Đức tìm nữa, tìm cũng chưa được. Thế tới ngày khai học rồi, phải trở về dạy học. Thế cộng đồng mạng cũng nỗ lực để tiếp tay với ông tìm con chó. Đó là con chó Phú Quốc mà ông mua được nhiều năm trước, cũng ở tại cái chợ Thủ Đức đó. Khi tôi đọc câu chuyện này, thì trước hết thì tôi suy nghĩ cái con chó đó nó có giá trị là bởi vì cái thái độ tha thiết đi tìm kiếm cho bằng được. Cái thái độ đó làm cho nhiều người cảm kích, cảm kích bởi vì tấm lòng, cảm kích bởi vì cái cách mà ông cư xử xin lỗi với loài vật thôi, chứ chẳng phải loài người nữa, con người với nhau, mà ngay cả loài vật mà ông còn cư xử tha thiết như thế vậy. Trước hết người ta cảm kích bởi vì thái độ của con người đó đối với lại một sự việc đang bị mất. Và điều thứ hai tôi suy nghĩ, tôi nói mấy con chó Phú Quốc nó quý ở cái chỗ nào? Ở trong nhà xứ là tới mấy con? Không biết nó quý ở cái chỗ nào.
Nó quý là bởi vì thái độ của người chủ đối với nó. Cũng như vậy thôi thưa anh chị em ạ. Hai dụ ngôn ngày hôm nay kể cho chúng ta để mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách nhìn của mình về Thiên Chúa. Nếu như những người Pha-ri-siêu và Kinh Sư, họ không thể hiểu được tại sao Chúa Giê-xu lại lân la với những kẻ tội lỗi và bọn thu thuế như vậy, thì Chúa Giê-xu kể để cho thấy rằng các anh đừng lấy khuôn mẫu của người đời để tưởng tượng ra cái khuôn mặt và chân dung của Thiên Chúa mà các anh tìm. Cũng như thế, rất thường xuyên chúng ta tin vào Chúa, nhưng Thiên Chúa mà chúng ta tin nó lại là một Thiên Chúa do khả năng tưởng tượng và mình mô phỏng những cái gì trong cuộc sống xã hội này để ta dội lại ở nơi Thiên Chúa. Cho nên Feuerbach, một triết gia vô thần, đã từng nhận xét: không phải Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng mà con người đã tạo nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong cuộc sống này nè, thế mình khó khăn quá, thế cho nên ta tưởng tượng một Thiên Chúa giàu có vô cùng để có thể lấp đầy những thiếu thốn và khó khăn của chúng ta. Ở trong cuộc sống này này có nhiều bất công quá, mà ta không làm được cái gì để giải quyết những bất công, cho nên ta tưởng tượng một Thiên Chúa là một vị thẩm phán công minh, phân biệt rạch ròi giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu. Cho nên vị Thiên Chúa đó luôn luôn là gầm gừ, luôn luôn là theo dõi và để ý những kẻ tội lỗi để loại nó ra khỏi thiên đàng. Để chúng ta tưởng tượng đó, thì tưởng tượng một Thiên Chúa theo như cách suy nghĩ của mình, mà đừng quên rằng Kitô giáo là một tôn giáo mặc khải, có nghĩa là chính Thiên Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai và thái độ của Ngài đối với chúng ta như thế nào. Thái độ của Thiên Chúa đó là Ngài yêu thương và đi tìm kiếm từng người một. Không ai trong cuộc đời này mà Thiên Chúa lại không yêu thương hết. Mà càng tội lỗi thì Chúa lại càng yêu nhiều. Như trong gia đình chúng ta, thế mình có những đứa con thì nó hư ta lại còn thương nhiều hơn nữa, tại vì tấm lòng của chúng ta mình đã đầu tư cho đứa con đó thì làm sao mình có thể chấp nhận quên lãng nó được. Thiên Chúa cũng đầu tư cho chúng ta rất nhiều, Ngài chờ đợi và hy vọng ở nơi chúng ta rất nhiều. Chính vì thế Thiên Chúa tha thiết và Thiên Chúa khao khát để chúng ta được như những gì mà Thiên Chúa đã chờ đợi và đầu tư vào, đến nỗi mà Ngài chấp nhận cái chết trên thánh giá để đem lại sự sống cho chúng ta. Chính Thiên Chúa là đấng đi tìm. Ta đừng quên điều đó. Điều làm nên niềm vui cho triều thần thiên quốc, điều làm nên niềm vui cho người phụ nữ, người đàn bà mất quan tiền, đó chính là tìm được. Tìm được rồi về vui mừng với mọi người. Tìm được rồi và diễn tả cái niềm vui lớn lao đó, cho thấy rằng cái quan tiền đó nó giá trị, cho thấy rằng cái con chiên lạc đó giá trị. Cũng như vậy, mỗi người chúng ta đều giá trị
và làm nên niềm vui của Thiên Chúa. Đừng quên điều đó. Đừng nghĩ rằng chỉ có các thánh mới làm nên niềm vui của Chúa. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người đạo đức và thánh thiện mới làm cho Chúa vui. Không. Ngay cả những người tội lỗi, ngay cả những người xa lánh Chúa, những người trong một đời sống xa lạ với Tin Mừng, chúng ta đều có khả năng và đều là những người trở thành niềm vui của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa vui mừng khi một người tội lỗi hoán cải. Bởi vì người đàn bà vui mừng vì tìm được quan tiền mất. Bởi vì người chăn chiên vui mừng vì tìm được con chiên lạc hơn là 99 con chiên không bị lạc mất. Thế cho nên ai trong chúng ta mình cũng trở thành niềm vui của Chúa hết. Và ai trong chúng ta có giá trị? Chúng ta có giá trị là bởi vì chính Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nên giá trị. Chính Thiên Chúa đã đi tìm kiếm chúng ta. Như câu chuyện mà trên báo tôi vừa kể vừa rồi. Một câu chuyện khác nữa. Thế khi mà thấy thanh thiếu niên phạm tội nhiều lắm, thế thì có một nhà giáo dục đề xuất như thế này: các anh đừng coi các em thanh thiếu niên đó, các cháu đó, nó là những kẻ phạm pháp, để ta thảy nó vào giam ở trong những nơi ngục tối và đồng thời ẩm thấp, dơ bẩn, mất vệ sinh. Mà chúng ta phải đầu tư nhiều tiền và công sức để có thể giúp cho các em đó nó thay đổi, nó hoán cải. Và ngay cả chỉ cần một em thiếu niên hoán cải cũng xứng đáng cho chúng ta bỏ cái số tiền lớn như thế mà đầu tư vào. Thế thì mình nghe ông bây giờ, cái nhân viên ở cái trại mà trung tâm mà lo cho các trẻ em thanh thiếu niên phạm pháp, họ hỏi như thế này: mấy đứa đó có xứng đáng để chúng ta đầu tư lớn lao như thế không? Nhà giáo dục đó trả lời: nếu đứa đó nó là con ông thì ông sao? Ông có hỏi câu này không? Nếu cái đứa đó nó là con ông có hỏi cái câu đó không? Hay là ông sẵn sàng ông bán tất cả gia tài của ông để ông đầu tư vào cho nó? Sở dĩ ông hỏi câu đó là bởi vì ông coi tất cả những đứa đó nó không phải là những đứa được yêu thương, được tôn trọng và cần được nâng đỡ. Câu chuyện Chúa Giêsu ngày hôm nay nói với chúng ta như thế đấy. Thiên Chúa yêu thương từng con người một. Ngài đầu tư vào cho chúng ta. Ngài nỗ lực và Ngài chấp nhận. Chấp nhận bán hết tất cả. Chấp nhận mất tất cả. Như có thể mất 99 con chiên còn lại ở giữa sa mạc để đi tìm con chiên kia. Bởi vì con chiên đó là con chiên mà Chúa yêu thương và Chúa chờ đợi và hy vọng. Cũng như vậy, mỗi người chúng ta Thiên Chúa đều yêu thương, chờ đợi và hy vọng hết. Mỗi người chúng ta đều quý giá nhất ở nơi Thiên Chúa. Ngài bắn tất cả, Ngài đầu tư tất cả. Cho nên Thiên Chúa không sợ hãi và không ngại ngùng, không dè dặt để chấp nhận cái chết để có thể trao cho chúng ta sự sống. Thế rồi, nếu Thiên Chúa là như thế, Thiên Chúa là yêu thương từng con người, Thiên Chúa là đấng đi tìm kiếm những người tội lỗi chứ không chờ đợi những người tội lỗi trở về, chờ đợi những người tội lỗi đến với Ngài, mà Ngài đi bước trước đến với họ, thì thưa anh chị em và các bạn, thái độ sống của chúng ta đối với nhau cũng phải mang lấy tâm tư và thái độ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để nhằm
Trước hết cho thấy thái độ của Thiên Chúa, và điều thứ hai nữa là thay đổi cách nhìn và lối sống của chúng ta hằng ngày. Cái cách nhìn và lối sống của chúng ta hằng ngày là thường nhìn nhau với đôi mắt mang hình viên đạn, là thường nghi kỵ, dè dặt và muốn loại trừ lẫn nhau. Đôi khi ta lý luận thì những người đó thì phải xa lánh thôi, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, cho nên là càng xa thì càng tốt. Cái lý luận đó nó lại che giấu thực chất ở bên trong, đó chính là sự ích kỷ và ghen tị của chúng ta đối với nhau. Thế cho nên là ta vui lắm, ta vui không phải bởi vì người tội lỗi trở lại, mà ta vui là bởi vì chung quanh ta có nhiều kẻ tội lỗi. Ta vui là bởi vì chung quanh ta có nhiều đứa nó thua mình. Nó thua mình nên mình vui. Thế cho nên là ta dễ loại trừ lắm. Cái thái độ của chúng ta, thái độ của những người tin vào Thiên Chúa đó phải là một cách sống để nâng đỡ, hiện diện, yêu thương những anh chị em mà ta gọi là tội lỗi. Tội lỗi đó có thể trên bình diện luân lý, trong cách sống của những anh chị em đó không xứng hợp cách riêng đối với lại niềm tin công giáo. Cái cách sống đó nó còn nó là một sự tội lỗi về mặt xã hội, thì bị tòa án kết án, bị bắt giam, bị loại trừ. Thì ta dễ nhìn những người đó, ta xem thường và khinh miệt. Đó không phải là thái độ thực sự mà Chúa mong muốn, thái độ mà Chúa mong muốn nơi mỗi chúng ta. Ngài muốn mỗi chúng ta trở thành cánh tay nối dài, trở thành những bước chân nhiều hơn nữa trên nẻo đường mà Thiên Chúa đi tìm kiếm những người tội lỗi. Chỉ có tình yêu mới có thể hoán cải, chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi một con người, chứ không phải bởi điều gì khác. Và đời sống Kitô hữu của chúng ta không phải nói nhiều, nhưng mà chứng tỏ là Kitô hữu bằng chính hành động của mình. Chúa Giêsu không chỉ kể dụ ngôn này đến dụ ngôn khác cho người ta nghe, mà chính Chúa Giêsu đã sống dụ ngôn mà Ngài kể. Chính Ngài là dụ ngôn, chính Ngài là những gì mà Ngài nói, bởi vì chính hành động mới có quyền năng để có thể tác động đến tâm trí của người đối diện. Cũng như thế, chúng ta nghe dụ ngôn Chúa kể để mời gọi chúng ta hãy có những thái độ sống và hành động cụ thể hàng ngày của mình, một thái độ của một Thiên Chúa đi tìm kiếm những người tội lỗi, một thái độ của một Thiên Chúa vui mừng khi thấy một người anh chị em chúng ta xa lìa Chúa, sống trong tội lỗi mà ăn năn hoán cải. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa? Chỉ có nhận ra mình tội lỗi, được Chúa thương xót và kiếm tìm, chúng ta mới thay đổi hoán cải. Như ông Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay đã sẵn sàng để nói với lại mọi người rằng Thiên Chúa đã yêu thương tôi. Bởi vì tôi nói một điều này cho anh chị em, một điều này thật là chắc chắn, rõ ràng. Tôi là một thằng tội lỗi đi tìm kiếm và bắt bớ các Kitô hữu, vậy mà Thiên Chúa thương tôi và Đức Giêsu Kitô đến trần gian này để cứu những kẻ tội lỗi, mà trong đó cái đứa tội lỗi nhất là tôi. Thánh Phaolô diễn tả như vậy. Chỉ khi nhận ra lòng Chúa xót thương mình thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể sống
xứng hợp như điều Chúa chờ đợi. Cũng như có những người chính khi bị ở trong những trại giam mới nghĩ lại mẹ mình, bố mình, vợ mình, chồng mình, con cái mình, thương mình nhiều lắm. Thế vậy mà mình lại đáp lại cái tình thương đó bằng cách sống như thế này à? Chỉ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thay đổi lối sống của chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Jesus Kitô, con một Thiên Chúa, Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, không phải được tạo thành, vâng bản thể với Đức Chúa Cha, người mà muôn vật được tạo thành, chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Thần đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, đính vào thập giá vì chúng ta. Phi-la-tô thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, lại đến trong vinh quang. Chết không bao giờ cùng, Đứng Chúa con mà ra phụng thờ tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, các tiên tri mà phán dạy, tin hội thánh duy nhất, thánh thiền công giáo và tông truyền, để tha tội, đời kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho người tội lỗi biết thật lòng ăn năn trở về. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện. Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn tích cực trở nên dấu chỉ hy vọng và tình thương tha thứ của Thiên Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Chúng con con người thời đại đang chạy theo đam mê dục vọng mà chối bỏ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người tội lỗi lầm lạc được ơn nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, luôn ban ơn lành cho tất cả những ai tin cậy vào Người. Chúa, lạy Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn biết thường xuyên xét mình, thành tâm sám hối và siêng năng đến với Chúa qua những cử hành bí tích để được ân sủng của Chúa tái sinh và biến đổi. Xin Chúa nhận lời.
chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết nay sống lại. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn đoàn kết yêu thương nhau, biết cảm thông chia sẻ với mọi người và sẵn sàng góp phần vào những chương trình công ích. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng muốn chúng con theo gương Chúa biết tha thứ và yêu thương hết mọi người. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện và chúc lành cho những ước nguyện của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần, Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Cha Phụ tá Giuse, giáo phận của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến người chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện và các linh hồn Bartolomeo, Maria, Sơ Elizabeth mới qua đời, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thưa anh chị em, mỗi lần chúng ta đọc lời kinh lạy Cha, chúng ta hãy mang lấy tâm tư tất cả nội dung của chữ Cha mà chúng ta vừa mới nghe trong câu chuyện tin mừng Chúa Giêsu kể. Một người cha yêu thương, một người cha sẵn sàng tìm kiếm những con chiên lạc, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa,
chúng ta hãy dâng lời kinh nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Cha chúng con ở trên trời, sao sáng khi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chị em chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Kính mời cộng đoàn đứng và đọc kinh Năm Thánh lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Chúa Cha trên trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em và các bạn, tuần vừa rồi thì chúng tôi có xin thì cộng đoàn trong các thánh lễ ngày Chủ nhật hỗ trợ cho chúng tôi trong việc chi phí giúp tổ chức cho các em các lớp giáo lý thiếu nhi của giáo xứ Phú Bình. Thì tổng số tiền thu được trong 3 thánh lễ là 37 triệu, thì trong đó thánh lễ lúc 5 giờ sáng là 7 triệu, thánh lễ 2 lúc 7 giờ sáng là 24 triệu, thì thánh lễ chiều 5 giờ có 5 triệu. Thì chắc là thì ta thấy thì các cháu thiếu nhi đó không có quen. Thì, tuy nhiên thì việc đầu tư cho thiếu nhi ai cũng biết rồi, có con cháu ở nhà rất là tốn kém. Thì chúng tôi mong muốn thì các em thì có được cái điều kiện sinh hoạt thuận lợi nhất để các em phát triển về mặt nhân bản cũng như mặt đời sống đức tin. Rất mong mọi người cùng cộng tác, và chúng tôi cũng tổ chức cho các em học giáo lý ngày Chủ nhật thì được ở lại ăn sáng thay vì về nhà, thì mất nhiều thời gian đi lại. Cho nên thì mong phụ huynh thì cùng cộng tác với chúng tôi, ở trong đó có các bà mẹ công giáo cũng hỗ trợ. Xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.